Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa sư tổ, có nghe anh. Dạ. Dạ chắc sư tổ nghe đàn thứ nhất. Dạ. Dạ xin kính mời tất cả các quý đệ, quý thiện tri thức và dạ, chờ trong chốc lát thì sư tổ làm lại xong cái này và dạ, sư tổ sẽ vào ngay ở bên tắc vậy đó. Dạ nhiều khi có chút xíu trục trặc. Dạ con A Di Đà Phật. Dạ con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Dạ kính thưa sư tổ có nghe. Dạ con đã thấy bàn tay sư tổ. Dạ con xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau lắng tâm thanh tịnh để thính pháp văn kinh. Cũng như vậy thì lời khai thị của vị giảng pháp nó sẽ thấm nhuần hơn cho chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính thỉnh sư tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị có nghe được Thiên Quang Thiên Giác nói chuyện không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng chạp, tất nhiên là ngày 22 tháng 1 năm 2008 của Tây Lịch, và cũng là ngày rằm tháng 12 năm 2007 âm lịch. Hôm nay Trung Cao Viên Giác có duyên hội ngộ với các vị. Được có một chút duyên lành thì bằng ni xin được nhắc nhở các vị trong những bài hữu duyên tiếp theo, để giúp duyên cho các vị nào có duyên với cái sự giải thoát. Bằng ni thì trong cõi vô hình, những người vô hình thì bằng ni xin được chào các vị tôn túc thiện trí thức và các vị Bồ Tát xuất gia cũng như tại gia Bồ Tát và các chư Bồ Tát ở khắp mười phương. Trong cõi hữu hình cũng như là vô hình, chúng sinh thì cũng như các vị đã thấy qua, thật với cái cảm tắc, cái tầm thường của chúng sinh của chúng ta thì chúng ta không thể nào mà nhìn được cái sự vô hình. Nhưng mà vô hình hay là hữu hình nó đều nằm trong cái tâm thức của mình. Thì bây giờ bằng ni xin được nhắc lại, trong cõi hữu hình thì chúng ta có 6 cõi luân hồi. Tất nhiên là 6 cõi này thì bằng ni đã từng nói qua là
địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời. Tất nhiên là trong sáu cõi này nó giống như là cái bánh xe vậy đó, nó chuyển, nó hóa kiếp từ từ kiếp hạ cho lên lên tới kiếp thượng. Thượng thiên là trong cái cõi cũng còn, nếu mà mình tu dở thì nó cũng còn nằm trong cái dục giới. Thì chúng ta biết là trong cái thế giới chúng ta này có cái sự mà hành của cái nghiệp của mình, nếu mà mang ra để mà thọ nghiệp thì chúng ta nên nhớ là chúng sinh nào cũng có cái nghiệp, cho dù là vị nào đó đã xuất hiện trên thế giới này, thì cái nghiệp một là đi độ chúng sinh, hai là chúng ta bị cái nghiệp chuyển. Cái nghiệp chuyển thì chúng ta bị thọ nghiệp, thì chúng ta phải biết đường thọ nghiệp đó. Tất nhiên là các vị bị chuyển cái nghiệp từ nghiệp xấu là nghiệp tốt, thì do nơi cái nhân quả của các vị đã gieo lên. Trong chúng sinh á, thì nói về nhân, bây giờ nói tới địa ngục á, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và trời, thì con người ta thường thường chúng ta nhìn thấy chúng ta là nằm trong cõi người, nhưng mà có mấy ai được nằm trong cái nhân đạo. Nhân đạo là tất nhiên là chúng ta thiện, chúng ta hiền. Còn địa ngục thì chúng ta lúc nào cũng thọ khổ, lúc nào cũng than thở, đau khổ, la, khóc, than. Đó là một cái cảnh địa ngục mà chịu khổ cho đến lúc nào mà hữu duyên mà gặp được duyên mai. Nếu mà có duyên mà có cái phước thì gặp được chánh pháp để mà tu chỉnh lại, thì cái cảm giác của các vị này sai sẽ quay lại chân chánh. Tất nhiên là địa ngục đó, ngạ quỷ cũng vậy, là một cái vị, những cái người chúng sinh trong thế giới ngạ quỷ đó, thì chúng sinh này lúc nào cũng bảo thủ, lúc nào cũng che chở và lúc nào cũng để dành của báo, nghĩ cái thế giới này là thường còn, thành ra bao giờ chúng sinh cũng cũng giữ lại để bảo thủ và muốn sinh tồn mãi trong thế giới này. Khi mà chúng sinh ở trong súc sinh ngạ quỷ, thì súc sinh đó thì làm con người chúng ta cũng có cái sự xúc và chúng ta cũng còn cái dục. Nếu mà dục thiện á, thì chúng ta có thể là làm chuyện nhân đạo. Còn nếu mà dục mà ác đó, thì chúng ta có thể là cướp bóc hoặc là hãm hiếp chúng sinh, hoặc là làm những trò bất nhân. Bất nhân tất nhiên là không phải, bất nhân có hai loại, một loại là thượng, một loại là hạ. Một loại thượng bất nhân là có thể là xuất thế gian, có thể là những bậc đã giải thoát. Bất nhân có một loại là một loại hạ, là một loại là con người ác, là bất nhân. Thành ra chúng ta không thể nào, nhiều khi nói ra hiểu lầm bất nhân thì chúng ta nghĩ là bất nhân là con người ác. Không, không phải. Có người bất nhân là có loại bậc bậc trên, thì bậc thượng là bậc hài thiện, còn bậc hạ là bậc hai ganh tị, giống như là loại Atula thì là bất nhân. Bất nhân này đó thì nó có thể là ganh tị và tranh cãi, hoặc là không chịu thua. Đó là một cái không chịu thua. Không có, tại sao chúng ta lại phải không chịu thua? Tại chúng ta nghĩ là chúng ta là hạng nhất, chúng ta là tốt nhất, là những chúng sinh khác chúng ta không nhường cái bước cho. Tất nhiên là chúng ta đã lạc vào cái thế giới Atula đạo. Khi mà mình đã chuyển nghiệp, mình biết chuyển nghiệp tốt, mình biết bước lên một cái nấc thiện tốt, nấc thiện, bước bước lên nhất nấc thượng, một cái bậc cao hơn, thì chúng sinh khác cũng có bổn phận, cũng đi được, và cái gì chúng ta làm được là chúng sinh khác đều làm được hết. Bất nhân này là Atula, tất nhiên là không phải là loài người. Còn loài người, thực sự người này, chúng ta nhìn lại có đôi khi chúng ta hiểu lầm là con người thì mang được cái tính cách là bản thân của người. Nhưng mà bản thân của người mà bản tâm, cái tánh có phải là con người hay không? Thì bây giờ chúng ta phải coi lại, nhìn lại bản thân của mình. Chúng ta đừng có dị biệt, đừng có mà dị dị mình, phải không?
mình phải nhìn lại rõ ràng là mình đứng một cái sự chân chánh, mình ngó lại, mình thấy được là mình chấm điểm cho mình, nghĩa là mình coi thử mình nằm cái cõi nào, mình phải tự sửa và tự bước lên, đừng để chúng sinh khác khổ. Tại vì sao? Là tại vì cái nhân, cái quả. Tại sao mà Đức Phật nói là giới luật, thấy không? Tại sao Đức Phật nói là con người ta phải có giới luật? Đó là giới luật của cái nhân. Thì bây giờ nói giới luật thì các vị nói là phải vô tu mới có giới. Cũng đúng một phần. Bây giờ như vậy, giới là gì? Bây giờ chúng ta lấy bình thường đi, nói không có nói cái dùng cái văn ngữ của Phật học cho nhiều lắm. Tại vì có đôi số, có đôi người, có đôi lúc chúng sinh, có đôi lúc các vị không có học qua cái Phật học, thành ra các vị sẽ không hiểu cái giới luật là như thế nào. Các vị nghĩ giới luật nó cái người tu này cần phải biết, chứ còn tôi không có tu, tôi không cần phải biết đâu. Thì bây giờ Bân Ni xin được nhắc nhở lại, giới là gì? Là thế giới của các vị, dễ dàng không? Luật là gì? Nhân quả đó. Bây giờ luật nhân quả các vị nên nhớ đó. Bây giờ ví dụ như các vị làm một cái chuyện gì trên thế giới này, các vị có thể trốn tránh được, có thể là làm các vị có một cái suy nghĩ trước, tức là premeditate đó, giống như Mỹ nó nói đó, tức như là suy nghĩ mình tính toán trước khi mình làm, không ai biết được, không ai bắt gặp được mình hết. Mình có thể thật mình không trốn được cái luật tuần hoàn nhân quả của bản thân của mình. Tại vì sao? Là tại vì mình làm đúng hay làm sai là do mình đối với chúng sinh khác mình ác, mình giết hại chúng sinh khác cũng do mình. Và mình nhớ được cái tư cách, cái hành động và những cái mưu sĩ, những cái điều lợi ích hơn thua, hay là mình thành công hay thất bại, mình giết chúng sinh khác, mình có thể trốn tất cả cái luật ở thế giới này là cái hữu, nhưng mà chúng ta lại không trốn được cái phía trong của chúng ta. Tuy nhiên cái vô này nó là vô cùng lợi hại đây. Tuy nhiên cái vô này đó, nó không phải là vô tích sự đâu ha. Cái vô này nó là hữu sự cho mình ở trong cái thế giới của mình, người ta không thấy nhưng mà mình thấy nó. Tất nhiên là hữu hình là bên ngoài, vô hình là với tâm tánh của mình, với bản thân của mình, và với cái hành động, với cái suy nghĩ và cái luật nhân quả mà mình phải trả. Là tại chính mình, khi mà chúng ta trước khi mà chúng ta qua đời, nhân qua đời hay chúng sinh nào trước khi mà bị diệt độ, tất nhiên là bị chết đó, thì chúng sinh đó cũng đều thấy lại cái cảnh của mình, thấy là cái cảnh của mình là cái cảnh mình tốt hay mình xấu. Và người khác khen hay chê không có quan trọng đâu, mà quan trọng là mình làm có đúng hay sai với cái ý nguyện của mình. Có nhiều khi chúng sinh bên ngoài nhìn thấy, giống như bây giờ nói tới, nhắc nhở tới ngài Bổn Sư Thích Ca đi nha. Ngài đi tu, ngài muốn độ thế giới của ngài, muốn độ thế giới của ngài được giải thoát. Nhưng mà chúng sinh bên ngoài, mọi người đâu có thấy được, đâu có hiểu được. Và bây giờ ngài đã để lại cho cái mục tiêu là chúng ta được theo cái nôi bước cái ngài mình được giải thoát theo. Nhưng mà trong thời gian đó thì chúng sinh trong thế giới sẽ nói ngài làm thế nào? Nói ngài là bất nhân, bất hiếu, là bỏ mẹ, bỏ cha đi nè, bỏ gia đình, bỏ thế giới của mình đi nè. Bất nghĩa là bỏ vợ nè, phải không? Bỏ phụ tử nè, bất nghĩa, thấy không? Không có coi tình nghĩa là ra cái gì hết đó. Bất nhân, bất nghĩa, rồi bất trung, bất hiếu, nó bất trung với nước nữa, là bỏ đi qua chính ngài để đi qua một cái nước khác để ngài tu. Tại vì ngài không muốn lấy dựa vào cái thế giới của ngài là một thái tử. Thành ra nếu mà ngài cũng là không có vững tâm, không có định được cái tâm của mình muốn giải thoát, thì ngài sẽ thối tâm, các vị thấy không? Thành ra khi mà mình đã định được, mình biết mình làm đúng, không có lo gì, không có sợ gì. Tại vì sao? Là tại vì dù có thế giới này có muôn triệu người, có muôn ức người có nghĩ mình sai, cái lúc đó thế giới đó là người ta nghĩ ngài sai đó, thì ngài vẫn làm thôi. Là tại ngài biết ngài đang đi tìm con đường giải thoát thật sự, thấy chưa? Thành ra ngài không có thấy là ngài là bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất gì hết á. Thì tất nhiên ngài không tìm con đường bất tử, thấy không? Tất nhiên là ngài đi tìm con đường giải thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi, cái luật
mà nó phải nhốt chúng ta vào trong thế giới này. Đó là một cái nhân quả mà chúng ta phải nhìn thấy rõ rệt. Thành ra mình không có phải mà phải cần người khác khen hay chê, dù có khen hay chê cũng chỉ là bác phong thôi, không có gì hết. Nếu chúng ta tu thật sự cái chiều sâu thì tất nhiên là cái gốc mà giải thoát, chúng ta muốn cái gốc giải thoát nó sâu thì chúng ta phải đi trên đường thật là vững vàng. Và khi mà tìm một người thầy, một người mà thật sự là chân sư, thì các vị phải tìm một vị minh sư đàng hoàng, chứ đừng có nên tìm một vị manh sư. Một vị minh sư là một vị đã sáng, đã thấy được cái đường đi của mình, cái thế giới của mình. Bây giờ nói tới ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài đã đường thế giới giải thoát rồi, thì bây giờ ngài để lại cho ai? Ngài để lại cho thế giới chúng ta bằng một cái gia tài, một cái pháp thật là giải thoát. Nhưng mà có bao nhiêu người hiểu được cái pháp giải thoát đâu, và hiểu sai lầm rất là nhiều, hiểu sai lầm rất rất là nhiều. Thành ra nó nằm trên một cái con đường mà không có cái chỗ mà dung thân cho những bậc giải thoát. Thật với giả nó nằm cho cái chỗ mà kiến chấp. Nhìn trong cái văn tự, có nhiều vị đã nhìn thấy những cái văn tự, hay những vị mà nhìn cái tướng hảo quang minh, nhìn cái lời pháp siêu quần, nhìn cái lời văn rất là thanh thoát, nhưng mà rốt cuộc lại thì các vị không có hiểu được cái bên trong của cái pháp. Tất cả pháp, pháp ngũ, pháp vô, pháp nhân, pháp quả, luật, thấy không? Thế giới này nó nằm ở đâu? Thế giới nó nằm ở trong cái cõi dục của các vị. Nếu mà các vị còn dục là các vị còn thấy thế giới. Còn dục còn muốn thấy thì còn thấy. Nhưng mà các vị cứ nên nhớ là khi mà các vị tỉnh dậy, các vị tỉnh lại, thì cái cõi dục nó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nó không có nằm ở trong cái thật sự là cái chỗ giải thoát. Tại vì cái giấc mơ mà cái nhân chúng sinh xung quanh, tất cả cái thế giới đều nhìn cái giấc mơ một cách sai lệch, nhìn một cái biên kiến, nhìn một cái hữu sự, nhìn một cái hữu lợi, thành ra nhằm cho mục tiêu nó không có đúng, thành ra đưa chúng sinh vào cái cõi mà đau khổ. Khi mà chúng ta nằm ở trong cái cõi đau khổ, tại chúng ta nghĩ cái đó là thật, chúng ta nghĩ ganh ghét, chúng ta nghĩ tất cả đều có, chúng ta muốn tất cả cái gì cũng phải thua chúng ta, cái đó là cái bệnh. Cái bệnh gì, các gì biết không? Bệnh tham, bệnh tham sân, bệnh muốn mình sống, bệnh muốn mình trên tất cả mọi chúng sinh. Cái này là cái bệnh nặng lắm. Nếu mà chúng ta biết được là chúng ta có một cái bệnh như vậy thì chúng ta phải đi tìm thầy để chữa bệnh, phải không? Chứ không phải nhắm mắt mà đi, trong khi chúng ta cứ nghĩ là mình bệnh thì thôi kệ nó, mình chúng sinh chết ai cũng vậy thôi. Bây giờ mình học cũng như là mình học rồi mình cũng chết, mình buồn mình cũng chết, rồi mình vui mình cũng chết. Cái chết nó, cái chết nó có một cái khác nhau. Cái chết một cách giải thoát, cái chết một cách mà đau khổ, cái chết một cách mà không hiểu biết. Đó, có những cái mà chúng ta phải cần biết rõ ràng để mà mang ý nghĩ đầy đủ cái nghiệp của mình, để mà khi mình đi trên các thế giới, như là bây giờ nói là cái sáu cõi mà nhỏ nhất là thiên nhiên tam đồ, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, là tam đồ. Bây giờ nó ba cõi trên đỡ chút là Atula, người và cõi trời đều nằm trong sáu cõi luân hồi. Thì bây giờ chúng ta đi đâu, ngay chỗ thiên cũng là cao nhất rồi, nhưng mà cũng có là một vị thiên thì cũng là còn nằm trong cõi dục. Nếu chúng ta tu dở, chúng ta có là một người giàu, chúng ta sống cũng tới ngày chúng ta cũng sẽ chết. Thành ra khi mà biết được chúng ta chết thì các vị cần phải có một cái ý nghĩ chân chánh để mình không có thấy chết. Nếu mình tu mà mình vẫn chết
thì tu để làm gì? Tất nhiên là đâu có trong sinh lão bệnh tử, Đức Phật Thích Ca ngài đã sợ chữ tử, ngài chỉ sợ chữ sinh, ngài chỉ sợ chữ lão. Tất nhiên là sinh ra phải già, phải bệnh rồi phải chết, tất cả mọi người đều như vậy. Bây giờ các vị nhìn lại, ngày hôm nay các vị ngồi còn ngồi đây, bây giờ các vị cứ nghĩ bảo đảm được, có ai đảm nhận được, có ai dám ký với Bần Ni là ngày mai các vị còn sống không? Các vị cũng không biết một chút nữa các vị có sống hay không nữa. Tất nhiên là cái sự sống bây giờ mà cái sự chết nó đến giờ nào các vị cũng không biết. Vậy các vị bảo thủ để làm cái gì? Các vị bảo thủ cái gì đây? Thấy chưa? Tất nhiên là không có cái gì để các vị bảo hết, để có cái gì thủ hết á. Bảo vệ cái gì? Bây giờ nói bảo vệ cái gì? Các vị trẻ, các vị bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái già. Vì các vị có nhiều vị là có tiền là nghĩ là bây giờ mình có tiền thì mình đi sửa sắc đẹp để cho mình trẻ hoài. A Di Đà Phật, không thể nào. Là tại vì sao? Mỗi ngày mỗi đến, mỗi ngày mỗi tới, cái vô thường nó càng ngày nó càng quay, cái sợi chỉ vô thường nó càng ngày nó càng chuyển. Các vị không thể nào trẻ lại. Chỉ có một cách các vị thoát ra cái sự đau khổ, thấy mình già vậy, thấy mình bệnh, thấy mình chết, thấy mình xấu xí thì các vị mới đi tu. Cái đó là một cái sự báo, một sự báo động, một cái tiếng chuông gõ, một cái tiếng cảnh tỉnh, một cái tiếng tỉnh giác để cho tâm của các vị, cái phần tâm linh của các vị. Đó là các vị phải nên quay đầu hướng thiện, suy nghĩ một cách chân chánh để mà các vị có một cái đường đi nó lành mạnh cho cái tâm linh của mình. Khi mà các vị công bằng ngay thẳng quán xét lại đi, thì trong cái sáu cõi của các vị, sáu cõi sinh diệt, trong cái sáu cõi luân hồi của các vị, thì tất cả vô tình hay là hữu tình, khi mà các vị chiều mến trong thế giới này thì các vị đều là nằm trong cái sự lầm lẫn thôi. Là tại vì các vị có tranh hơn, các vị có tốt, các vị có xấu, các vị có bản lãnh thì các vị cũng trở thành là người thiên cổ. Bây giờ các vị nhìn lại trong quá khứ, có vị nào mà các vị, bây giờ các vị suy nghĩ lại coi, những vị mà các vị đã quen hơi lớn tuổi một chút xíu cái thời nào đó, bây giờ các vị đã đâu rồi? Cái câu trả lời kế tiếp các vị là sao? Là các vị đó đã, nếu mà thế giới này con người nói đó, các vị đó đã chết rồi, phải không? Còn nếu mà người tu thì các vị đó, nếu mà tu hành mà thanh tịnh đó, thì ta nói các vị đó đã tịch rồi. À, bây giờ trước mặt mọi người thì thấy là tịch, là chết, nhưng mà tịch có diệt hay không? Hay là tịch rồi còn, thì chết rồi còn trở lại? Mà trở lại đây đó, cái luật nhân quả nó sẽ đưa các vị về đâu? Tất nhiên là mình làm tốt thì nhân mình gieo tốt thì cái quả mình được tốt, đúng không? Mà nếu mà mình làm xấu thì nhân quả xấu thì đưa mình về cái chỗ xấu. Thì bây giờ các vị biết là làm con người, nếu mà các vị cố gắng đi lên nữa để một có sự giải thoát, ra khỏi, thoát ra được cái gì? Thoát ra cái sự sinh già bệnh và chết. Bây giờ làm sao mà thoát ra được cái chỗ sinh già bệnh và chết? Nếu các vị tu mà các vị cũng còn mang cái sinh già bệnh chết nói đây đó, nếu các vị nói là bây giờ người tu nào mà không thoát được sinh già bệnh chết thì các vị theo. Vậy là các vị nhìn lại cái hữu tướng đó, hữu vi đó, thì các vị nói không có vị nào thoát được hết, đúng không? Thì đúng rồi. À, cái thân thì dĩ nhiên là sinh già bệnh chết, nhưng mà cái tâm nếu mà các vị thực sự sinh mà các vị già, mà cái tâm các vị già theo, mà các vị theo kịp với cái vô thường, thấy không, thì các vị thoát được cái bệnh và các vị thoát được cái chết.
Tại sao vậy? Là tại vì cái bệnh mà Đức Phật nói đây đó, cũng như có nhiều vị hay hỏi mình đi. Sư phụ có khỏe không? Bạn nên trả lời sao? Bình thường. Bình thường. Đó, thấy không? Bình thường. Để làm phát huy cho cái bình thường. Tất nhiên là bình thường này nó có nhiều nghĩa lắm đó. Bình thường tâm. Tất nhiên là mình không phải cãi vô thường, mà không phải theo vô thường. Thấy chưa? Tất nhiên là mình bình thường, mình làm những chuyện của mình làm. Giờ chúng sinh mà cái thân của mình á, mình mang cái thân, bây giờ ví dụ như mình mang thân nhân. Nhân thì nó cũng có sinh lão bệnh chết, sinh lão bệnh tử. Thì chúng ta cũng sinh lão bệnh tử là cái thân thôi, chúng sinh mà. Hay là mình mang cái thân của một vị nào đó thì cũng là sinh lão bệnh tử theo vô thường. Nhưng cái tâm của mình, tâm mình không trót cái bệnh, không nhận cái bệnh gì? Bệnh phàm phu, bệnh tham sân si. Đây là cái bệnh này. Tại sao mà không chết? Là tại vì mình không có bỏ cái thời giờ để mà suy nghĩ những cái chuyện không đáng suy nghĩ nữa. Và chúng ta sẽ không lọt vô cái chết, cái tịch mà của cái pháp sinh. Tại vì sao? Là tại vì nếu mà chúng ta sinh vào thế giới, chúng ta sinh, thấy chưa, sinh vào thế giới suy nghĩ, phàm tánh có, tánh của chúng sinh giác như thế nào là chúng ta đều thấy, đều biết, đều nghe, đều cảm, đều nhận được hết tất cả. Nhưng mà cái pháp của chúng ta nhận được là pháp hữu, còn cái pháp vô nó nằm ở trong, cũng như Bần Ni nói qua, cái pháp vô nó nằm ở trong. Thì bây giờ làm sao để nhận được cái pháp vô này? Chúng ta phải hành, hành để nhận được cái kết quả mỹ mãn mà chính bản thân mình nhận được, giống như ngài Bổn Sư Thích Ca. Không nói được, nói nếu mà nói được thì cái ngôn ngữ nó là cái chỗ mà sinh diệt. Nói được là nó sẽ hết được, giải thoát là nó không có hết, thấy chưa? Giải thoát là nó luôn luôn nó nằm mãi mãi. Sắc tức thị không, mà không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thấy chưa? Tất nhiên là nó sắc tức thị không, không có sắc cũng không có không nữa, mà không phải là không có sắc mà không có không. Nhưng mà chúng ta chấp nhận bình thường thị tâm. Cái tâm linh của mình có khác biệt với nhau là cái chỗ mà cái chi giác kiến nó có khác nhau, là tại vì các vị chồng nằm trong thế giới nó khác. Nếu mà các vị nằm trong thế giới thấp thì các vị sẽ thấy là thế giới thấp. Có nhiều khi mình thị quy, mình thị phi những chuyện của những bậc khác, những vị khác, thì vô tình chúng ta đã không hiểu biết. Hả, thiếu pháp á, thì chúng ta thị phi. Tại vì cái pháp nó đã là, nó là như vậy. Tất nhiên là nó đi đến từ không cho tới 100, từ 100 cho đến 8 vạn 4 ngàn cái pháp. 8 vạn 4 ngàn cái pháp là các vị nên nhớ là cái dục các vị đó, nó cũng chuyển theo 8 vạn 4 ngàn cái kiến chấp như vậy đó. Các vị nằm trong thế giới nào nó cũng điều chuyển là 8 vạn 4 ngàn cái pháp nó quần các vị. Khi mà các vị ra được, khi nào các vị tỉnh thì các vị mới biết đó là giấc mơ. Còn bây giờ khi nó nói cách mấy, các vị vẫn thấy ngũ dục là cái nguồn mà còn nằm tiếp thu bởi cái trí của nhân, của
thiên của chúng sinh thì các vị của Atula thì các vị tranh cãi giành giật, của nhân thì các vị nên nhớ là ác nhân và thiện nhân, còn cõi địa ngục thì các vị đau khổ, cõi mà ngạ quỷ thì các vị nuối tiếc và bảo thủ, cõi súc sinh thì các vị ham dục. Ham dục đây đó có nghĩa là không phải là chỉ là cái dục của nam nữ không, mà dục nhiều lắm, dục không chịu thua, dục không chịu nhận lấy cái điều sai cho mình, là muốn tranh hơn chúng sinh khác cũng là cái dục. Khi mình thích ăn ngon cũng là cái dục, mình muốn mặc đẹp cũng là cái dục. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta không ăn không mặc, tùy duyên đó. Có nhiều vị hỏi chứ, hỏi Bần Ni chứ, nói như vậy rồi mấy người tu đó rồi không ăn không mặc, còn nếu ăn mặc thì chúng sinh khác sẽ nói là mình ham tham lam. Mình tùy duyên, tất nhiên là mình sống thế giới nào thì mình tùy duyên, mình không có đau khổ khi nó mất và mình cũng không có mừng khi nó được. Nó có duyên đầy đủ, giống như cái mình trồng cái cây, cái nhân mình trồng thì cái quả nó đến đầy đủ thì nó hiện ra. Còn nếu mà mình xài thì cái nó phải hết, thấy không? Nó hết rồi, nếu mà mình biết gầy lại thì nó sẽ có nữa. Thì cái nhân duyên nó cũng là như vậy. Chúng ta đừng có bảo thủ, hãy để cho mọi vật nó đều sinh trưởng theo cái luật tuần hoàn tạo hóa tự nhiên bình thường. Giống như chúng ta nuôi một cái cây mà chúng ta cứ bảo thủ hoài, đối với con kiến thì nó nhìn cái cây bằng chỉ cần một cái chút xíu thôi, một cái không bằng một 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 phân một 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 cm thôi, nó nhìn mình thấy là to lớn lắm đó. Nhưng mà nếu mà con kiến, chúng ta nhìn thấy con kiến nó chút xíu à, nếu mà chúng ta làm con người thì cái cây lớn nó đâu còn là lớn nữa, phải không? Hay là chúng ta làm một ví dụ, nhìn là con cóc hay là con mèo, nó nhìn cái một cái phân đâu có bao nhiêu đâu. Thì chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta chuyển thì cái mọi vật chúng ta phải phải cho nó chuyển theo, và chúng ta phải cho chúng sinh chuyển theo, chúng sinh của mình chuyển và chúng sinh của chúng sinh khác cũng chuyển theo, mọi pháp đều chuyển theo. Thì chúng ta sẽ thấy là mọi vật đều có một cái sự tự tại và một cái tự nhiên. Cái nghiệp chủng của mình, nếu mà mình thấy trên thế giới này, mình nhắm mắt lại thì mình nhìn lại chính bản thân của mình đi, mình đừng có thiên vị. Mình thiên vị là mình đã che lấp cái chánh đạo, mình không thiên vị mình để cho tự nhiên. Tất nhiên là mình có quyền, mình thấy mình sai mình trách mình, mình trách mình và mình sửa. Ta nói tiên trách kỷ hậu trách nhân, thấy không? Tất nhiên là mình làm sai thì mình trị, mình sửa mình. Mình sửa mình tại sao? Tại vì cái tất cả những cái vật gì ngoài mình ra mà mình còn nói là đều là thị phi hết. Mình sửa cho mình, nếu mà mình hiểu được đầy đủ thì tất cả thế giới đều hoàn toàn đầy đủ hết rồi, không có cần phải sửa ai hết. Mình đói, ví dụ như nói như thế này nha, bây giờ mình đói, mình muốn sửa người khác, giống như mình biểu người ta ăn giùm mình vậy đó. Mình khát nước, mình muốn sửa người khác, giống như mình biểu người ta uống nước giùm mình vậy đó. Bây giờ Bần Ni cứ hỏi các vị trong Zoom, nếu mà người ta uống nước giùm mình, người ta ăn giùm mình thì các vị có no hay không? Tất nhiên là các vị không có no và không có hết khát nước được. Tất nhiên là những cái gì mà cái tự nhiên, những gì người ta làm sai, mình có quyền mình khuyên, mình nhủ, mình dạy, mình có cái duyên kìa. Ví dụ như nói ví dụ nha, mình nói mình hay thấy vậy thì mình cũng nên nói cho người ta biết thì nó cũng đúng, nhưng mà nó đúng một phần thôi. Nếu mà cái duyên của mình, cái nhân duyên mà mình là một đứa con mà ba mẹ của mình thì mình không thể nào mình sửa được hết. Ba mình thấy cha mẹ làm sai làm ác thì bây giờ mình không có thể chuyển được, tại vì mình là cái nhân duyên của đứa con. Mình phải chuyển cha mẹ đó đi gặp một vị nào mà có nhân duyên, mà có thể là cha mẹ sẽ thấy cái vị đó là sẽ kính phục,
thì chỉ có những người mà có cái đức, mà các vị đó có cái nhân duyên với nhau nữa, chứ không phải là cái đức là đủ đâu. Có nhiều khi thấy cái đức, nhưng mà đức lớn lắm, cũng như ngài Bổn Sư Thích Ca và ngài Mục Kiền Liên, thấy không? Ngài Bổn Sư Thích Ca là thầy, nhưng mà chúng sinh lại nhìn ngài Mục Kiền Liên lại thán phục, là tại vì có một cái nhân duyên trong tiền kiếp nữa. Thành ra đừng có nói vội là người nào có đức hay là có tài hơn người nào, cái đó còn cái nhân duyên nữa. Nhân duyên có cái nhân quả, có cái ân nghĩa thì mới nói, mới khuyên được, chứ không phải là dễ đâu. Cũng như vợ chồng cũng có cái nhân duyên, thầy trò cũng có cái nhân duyên, và cha mẹ con cái cũng có cái nhân duyên. Trong thế giới, nếu mà mình hiểu được cái nhân duyên đầy đủ thì nước Việt Nam, nếu mình sinh nước Việt Nam thì mình cũng có nhân duyên Việt Nam, phải không? Còn mình qua nước Mỹ, hay mình qua nước Âu Châu, hay mình qua khắp nơi, chỗ nào thì mình sẽ tạo duyên, cái đó là mình tạo duyên, thì mình sẽ có cái nhân duyên ở chỗ đó. Mình tạo thì mình sẽ được. Nhưng mà còn cái nghịch duyên nữa, nếu mà nghịch duyên á thì người ta không cho mình ở đó, hay là mình làm chuyện nó khó khăn hơn. Còn thuận duyên thì cái gì nó cũng thành, nó cũng dễ. Nhưng mà người tu, à đây, người tu đó, nếu mà mình tu dở mà mình gặp cái thuận duyên, đây nè, đây là cái bệnh đây, thì mình sẽ bị xa đạo. Là tại vì mình tu dở, mình tu không có định được cái tâm, mà chúng sinh á thì cứ theo mình, thương mình, thành ra mình làm sai chúng sinh cũng bảo vệ và cũng che chở và cũng đùm bọc mình. Nếu mà chúng sinh ngay chỗ đó mình tập tu, các vị mà tập tu, các vị tu dở thì các vị theo, nương theo những vị minh tâm kiến tánh, những vị minh sư để mà chỉ điểm cho các vị. Tại vì nếu mà các vị chưa có hiểu chân chánh, hiểu sự chân chánh như thế nào, hay là đúng như thế nào, định như thế nào, cái đạo như thế nào, cái nghiệp như thế nào, nhân quả như thế nào, thì các vị sẽ bị chúng sinh khen chê. Chẳng hạn như bây giờ các vị giảng pháp, hay các vị làm một cái chuyện gì đó, bây giờ các vị mong các vị đệ tử khen mình lắm, tất nhiên các vị đã sai rồi đó. Bây giờ thử hỏi nha, bạn Ni nói ví dụ như mình giảng pháp mà tự nhiên cái một đệ tử mà nó không hiểu pháp gì hết, nó lại để nghe mình giảng, cái nghe mình giảng đó có mục tiêu nào đó, nghe cái văn tự có vẻ hay, hỏi có vẻ là thấy vui, cái khen mình. Bây giờ các vị suy nghĩ nha, một người không biết lỗi mà khen cái người biết lỗi, thấy chưa? Một người không biết chữ mà khen cái người cũng không biết chữ luôn nữa, ví dụ vậy đó. Bây giờ mình giảng pháp mình không biết mình đang nói cái gì nữa, các vị không biết cái nghiệp của chúng sinh ở chỗ đó, mà các người chúng sinh ở chỗ đó lại khen các vị, thì các vị nghĩ thấy cả đám đi đường sai hết, phải không? Thành ra khi mà mình muốn hiện thân ra, mình dạy chúng sinh cho cái dùng nào, cái nhân duyên thế nào, các vị minh sư, các vị thầy của mình phải chỉ điểm cho mình. Và mình đến đó thì cái thuận duyên mình phải kiểm điểm lại, đừng để dễ vui. Đó là một cái mục tiêu. Tại mình dễ vui, chúng sinh chỗ đó khen mình thì mình thích, chê mình những vị mà thấy mình làm sai khuyên nhủ mình thôi, có vẻ cục cằn một chút xíu, hay là chỉ trích mình để cho mình sửa, thì mình lại sân si. Nếu mà những vị mà tu hiểu biết thì coi những vị mà chỉ trích là những thiện tri thức, những bậc đó là những bậc mà chỉ trích mình để mà khuyên dạy mình, thấy chưa? Cho dù là mình có sai hay không sai, nếu mình không sai thì người đó nhắc nhở mình, coi như người đó nhắc nhở mình. Nếu mình đúng thì mình ráng cố gắng, nhưng mà mình cũng đừng có nên dễ vui trong cái vấn đề người ta khen. Đó là một trong những cái mà bệnh của chúng sinh. Bệnh chúng sinh nhiều bệnh lắm, bệnh bảo thủ từ cái vui. Mình không phải mình tìm những cái toàn là những cái khảo mà mình đi vô, nhưng mà cái nào mình cũng bước qua hết. Mình không chê cái thuận mà mình cũng không chê cái nghịch, mình bình thường mình bước đi, giống như mình đi trên đường, mình gặp cái cục đá thì mình tránh, mình gặp cái lỗ, cái ổ ổ gà, ổ mà nó hủng xuống để nó làm cho mình hụt chân té thì mình tránh, mình cứ đi bình thường thôi. Rồi mình gặp chúng sinh nào mà khó thì mình cũng ráng mình độ, tại vì chúng sinh khó mà mình độ được
cũng như mình là khó nhất. Mình khó cái là tại vì mình bảo thủ nè, tại vì cái nghiệp của mình nặng nè, mình phải nhìn lại mình. Nếu mà mình thấy còn còn bực bội, còn tham sân si, còn ham vui, còn ham những người người ta khen tặng danh dự, hay là mình nằm ở trong cái bát phong mình chịu không nổi. Bát phong là người ta chê mình, người ta chửi mình, người ta phỉ báng mình, có nhiều người khen mình, rồi có người người chê mình cũng bình thường, không theo bên nào hết, mình không có theo cái người nào hết, mình bình thường. Tất nhiên là các vị phải qua một thời gian tu, đó là một cái sự mà tu phải nhìn vào trong của mình, nhìn thế giới của mình, nhìn thế giới này, thế giới tâm linh của mình, thấy không? Thế giới ở ngoài là ảo mộng, thế giới trên giấc mơ, nhưng mà thế giới của mình suy nghĩ cũng là ảo mộng nữa. Thành ra mình phải tỉnh. Tỉnh là sao? Là không phải là mình cho mọi vật nó đều là giả hết. Mình còn thân mà. Có nhiều vị nó hỏi bằng ni chứ, nếu vậy rồi con không cần gì nữa hết rồi sao? Thì con vẫn sống, thì con vẫn làm những chuyện con cảm thấy đúng, và con thích gì con làm, mà làm theo cái bản năng của tự hiền hiền nhân, thấy không? Và mình phải có bổn phận, mình chọn một cái nghiệp, một cái thế giới của mình, để mà mình vào thế giới đó mình độ chúng sinh, mà hữu tình chúng sinh cũng như vô tình chúng sinh. Đến cái lúc mà gọi là giác ngộ, thấy không? Bây giờ nói giác ngộ, các vị thường thường suy nghĩ là giác ngộ vậy là đắc đạo rồi. Giác ngộ nó là thấy đạo thôi, giác là mới có cảm nhận được cái đau thôi, ngộ là mới có thấy thôi, mới có nhận được thôi. Nhưng mà cái đạt được đạo để mà thành đạo đó, thấy không? Đức Phật có mấy giai đoạn được, thấy không? Rồi sinh ra nè, ngài đản sinh nè, không rồi cái ngài đi 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 ngài giác ngộ nè, rồi cái ngày tu trong 49 năm nè, rồi ngày mới thành đạo nè, phải không? Rồi ngày mới sau đó bao nhiêu năm ngày sống rồi thế giới này ngày độ chúng sinh, rồi ngày mới nhập diệt, đúng không nè? Đó là một cái chúng ta nên nhớ là nhập diệt không phải ngài bổn sư. Có nhiều người, có nhiều vị hỏi bằng ni chứ, vậy thì ngài bổn sư Thích Ca là ngài nhập diệt rồi. Ngài bổn sư Thích Ca nhập diệt rồi, có phải vậy không thưa sư phụ, thưa thầy? Thì bằng ni xin được cống hiến một cái này các vị suy nghĩ nha. Đức Phật Thích Ca là chỉ cho cái trí tuệ, cái chánh pháp. Nhập diệt là khi nào mà trí huệ các vị, cái chánh pháp của các vị không còn nữa, là lúc đó là thực sự trong lòng các vị đó, cái trí huệ các vị không có biết chân chánh là gì, các vị không phân biệt được gì nữa hết. Chánh pháp còn thì trí huệ còn, phải không? Chánh pháp mất thì trí huệ mất. Vậy giờ hỏi các vị chứ ngài Thích Ca có nhập diệt không? Nếu ngài nhập diệt thì chánh pháp đã nhập diệt rồi, phải không? Mà chánh pháp đây không phải là của riêng ngài Thích Ca, là tất cả chúng sinh đều có cái chánh pháp đó. Chánh pháp này, chánh pháp nhãn tạng này, nó nằm trong cái tâm của chúng sinh, nó không có rời. Nhưng mà tại các vị chia ra, các vị nghĩ là nó rời. Khi mà các vị nghĩ tới cái hơn thua thì các vị không thấy chánh pháp, mà cũng không rời hơn thua, tại các vị quán trong cái hơn thua, không rời hơn thua, cũng nằm trong cái chánh pháp. Pháp nhãn nó nằm ở trong cái tâm của các vị, tâm của các vị còn xuất hiện chánh, chân chánh là Đức Phật Thích Ca còn, ngài chưa có nhập diệt. Cái thân của ngài nhập nhưng mà cái pháp tạng của ngài không có nhập diệt.
cái tướng hảo của các vị. Các vị thấy cái tướng hảo của Ngài vẫn còn, chúng sinh thường khen ngợi. Thấy chưa? Tất nhiên là những cái gì mà trí huệ của các vị, nó là mượn cái danh từ Đức Phật Thích Ca, hay là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hay là Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Đại Thế Chí Bồ Tát, hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ là mượn, hay là Phổ Hiền Bồ Tát, mượn cái danh từ để đưa chúng sinh vào cái thế giới hữu duyên, để quán trong cái mọi pháp, để thi hành trong cái Phật đạo, tất nhiên là có sự giải thoát trong cái đường đi giải thoát. Khi mà các vị nên nhớ là các vị mang cái giải thoát trong thân, mà các vị đi tìm hỏi chúng sinh giải thoát ở chỗ nào. Bây giờ nói cái giải thoát, bây giờ các vị hỏi Bần Ni cái giải thoát ở chỗ nào. Bần Ni nói được là của Bần Ni, phải không? Không phải là của các vị. Còn nếu mà các vị muốn được giải thoát thì các vị phải ngồi thiền, quán pháp, hành pháp, nhập pháp, hành đạo, nhập đạo rồi mới hành đạo, thấy không? Đó, rồi các vị mới đắc đạo. Đạo nó còn chứ nó không bao giờ mất được hết á. Cái đường đi giải thoát bao giờ nó cũng còn hết. Chỉ có các vị phân biệt, các vị muốn cho nó tịch là các vị nói giờ tôi làm giống như muốn nó tịch, giống như các vị nói tôi làm thiện như vậy đủ rồi, tôi không làm nữa. Cái gì nghe được không? Làm như thế nào mới gọi là đủ? Tất nhiên là chấm chấm để đó, có phải không nào? Thành ra khi mà hiểu được thì tám vạn 4.000 pháp môn của chúng sinh phân biệt phiền não, thì 8 vạn 4.000 cái bệnh của chúng sinh triền miên chịu khổ, và 8 vạn 4.000 cái pháp môn Phật pháp, tất nhiên là 8 vạn 4.000 thứ thuốc sinh ra để độ, để giúp, để cứu chúng sinh. Đi vào 8 vạn 4.000 cái cửa, 8 vạn 4.000 cái trí, 8 vạn 4.000 cái pháp môn, chặt 8 vạn 4.000 cái phiền não. Khi mà đạt được hết thì tất cả tướng giải thoát các vị đều được hiện. Hai các vị mà 1 giây, 1 giờ, 1 phút, 1 giây, 1 sát na, các vị suy nghĩ ra là phiền não nó mọc ra. Dù có hơn, dù có giỏi cũng là sinh tử chứ không phải là giải thoát. Muốn giải thoát thì các vị phải hành. Muốn hành cho chân chánh, các vị phải chọn con đường. Các vị vào thế giới nào, các vị mặc cái áo đó. Các vị vào thế giới nào, các vị vô thế giới nào, các vị hành cái pháp đó. Nhưng các vị nên nhớ là khi mình chọn con đường tu, tu là cái gì? Tu là sửa đó. Không phải là cạo đầu, mặc áo, ăn chay hay là có những cái danh từ gì mới gọi là tu không. Tu là cái tâm, cái tánh, cái tâm cách vô phân biệt trong cái pháp. Không phải các vị nói là tôi làm thiện, là tôi chỉ làm thiện thôi, tôi thấy nó ác thì tôi phải chừa ra. Vậy bây giờ các vị tự nghĩ nha. Nếu các vị nói vậy, các vị lên trên cực lạc, các vị độ ai đây? Chẳng lẽ các vị lên chỉnh dạy cho các vị Bồ Tát, hay là dạy cho các vị Phật cái chỉnh là làm chuyện Phật thiện? Các vị làm thiện được thì các vị đi vào trong thế giới ác. Để chi? Để hành đạo, để hành cái đạo thiện của mình, để nhẫn nhục chịu đựng, để dùng bi trí dũng để chuyển tâm của mọi chúng sinh. Các vị làm nổi không? Nếu làm nổi được thì các vị giải thoát đó. Còn nếu các vị nói làm không được là tại vì các vị không có bi chí dũng đầy đủ. Các vị còn có mối lo sợ sợ sệt. Vì sợ là các vị bị nghịch duyên,
Các vị nên nhớ là thời gian đi đến, vui các vị cũng sẽ như vậy, sẽ chết. Và buồn các vị cũng chết, các vị ngu các vị cũng chết, các vị thông minh các vị cũng chết. Nhưng, các vị nên nhớ nha, nhưng có một điều. Chết mà các vị, giống như các vị thay một cái áo thôi. Nhưng mà các vị trở lại, khi mà các vị trở lại, các vị mang cái áo nào đây? Nếu mà các vị mang cái nhục hình thì các vị sẽ đi xuống. Đi xuống làm thân súc sinh hay ngạ quỷ hay những loài mà ác tiện, đê tiện, làm những cái sự đau khổ trong nhục hình trong cái thế giới địa ngục. Khi mà các vị chết mà các vị để lại cái gì? Lại cái gì ngoài cái xương các vị hả? Nhưng các vị đem theo cái gì? Đây là cái mấy phần mới tính toán đây. Các vị đem theo cái sự giải thoát. Các vị không cần sinh trở lại. Hay là các vị sinh trở lại, các vị phải chọn một cái chỗ mà các vị muốn độ thế giới đó. Thì bây giờ chẳng hạn như cái người mà bị ngục tù, bị đọa vào cái thế giới đó giống như cái người bị tù, thì các vị đâu có đi ra được, phải không? Trừ khi các vị đi vô tù, các vị thăm những vị tù trong đó, rồi xong các vị đi ra. Đi ra đó thì các vị nên nhớ là muốn ra muốn vô là tự 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 tại. Các vị muốn vô giờ nào vô, muốn ra giờ nào ra, muốn đến giờ nào đến, muốn đi giờ nào đi, là những vị mà đắc đạo, những vị mà đã tu thiền, đạt được cái cảnh tịch tịnh và giải thoát rồi, thì các vị đó đã thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Có thể là các vị đó là xuất thân không có phải là cần là một cái vị nào mà như là thái tử hay là công chúa, nhưng mà các vị nên nhớ là các vị đi vào thế giới nào, các vị muốn độ thế giới nào, có thể là bất cứ làm một chúng sinh nào trong sáu cõi, các vị đều tự tại, không có một cái trở lực, không có một cái trở ngại nào có thể mà nắm các vị lại, bắt các vị không được giải thoát. Trừ khi các vị còn bị phiền não là tại các vị chưa được giải thoát. Nên nhớ như vậy, khi đã tỉnh rồi, không ai bắt các vị mê là được hết á. Trừ khi các vị chưa tỉnh, lúc tỉnh lúc mê tất nhiên là thiếu tinh tấn á, lúc thì cố gắng tu dữ lắm, nhất định là mình chết mình cũng đi nữa. Cái lúc thì mình không có tinh tấn, mình bất tinh tấn là tại vì mình nghĩ đường đi khó quá, hoặc là mình nói ô chắc cái mình bị thiên ma đó, bị thập ma nó dụ mình, nó nói thôi tu vậy đủ rồi, thấy không? Làm sao để có thể chỉ được các vị, làm sao có thể dạy được các vị? Chỉ có các vị tĩnh tâm, thiền định, trí huệ, các vị phát sinh, các vị mới được giải thoát thôi. Không có một chúng sinh nào ở ngoài mà có thể làm chủ các vị hết. Khi biết được là chúng sinh không làm chủ mình, thì mình phải làm chủ mình, phải không? Mình làm chủ mình thì mình phải định. Chứ nếu mà các vị không định, thì thế giới này dục làm chủ, ma làm chủ. Bất cứ một cái cảnh gì mà các vị viết ra được, nói được đều là ma. Các vị thấy không? Nhưng mà các vị mượn cảnh ma, mượn cảnh giả để mà chỉ, làm sao chỉ được? Các vị phải hành, không thể nào nói được. Nói là cũng dùng là cái khẩu mình dùng ra, cũng là cái vọng, cái ma. Mình dùng cái vọng ngữ mình nói, dùng cái vọng để mình nói, thì cũng là vọng ngữ, cũng là mình nói những cái mà không có. Thấy chưa? Tất nhiên là vọng ngữ, vọng đây là dùng cái ngữ đó, chứ không phải là vọng ngữ là nói láo. Mình dùng cái vọng, nhưng mà cũng giống như nói láo thị phi vậy đó. Giống như mình dùng cái phi pháp, thấy không? Phi pháp và bất phi pháp cũng là pháp. Pháp cũng là pháp, mà phi pháp cũng là pháp. Phật pháp giải thoát cũng là pháp, mà cái bất giải thoát cũng là pháp nữa.
Đó, nói làm sao thì nó cũng nằm trong cái thế giới mà đi vòng vòng. Thì bây giờ nếu mà Bần Ni hy vọng là các vị nghe lời, đừng chấp lời, hãy hiểu được cái ý. Hãy hiểu được cái ý để mà tu, để mà định. Chứ còn nếu mà nói dùng cái ngữ thì không có tài nào mà các vị có thể làm được hết á. Tại vì dùng ngày hôm nay nói cái lời này, cái bài pháp này nghe giống như một cái mục tiêu nó mới mẻ, ngày mai nghe một cái bài pháp khác, cái lời pháp, cái lời văn khác, các vị nghe lại giống như bài hát nó hay hơn chút nữa. Rồi bữa kia các vị lại nghe một bài nữa, nghe cái bài nữa, nhưng mà nghe nhiều không bằng các vị hiểu rồi các vị hành. Đó là quan trọng nhất. Tất cả pháp đều là giả thôi, tất cả thế gian này đều là mộng ảo thôi. Nhưng mà làm sao cho các vị biết được mộng ảo khi mà các vị còn rành rành mang cái thân, các vị còn biết là đau đớn, còn biết là sinh lão bệnh tử còn nằm trong cái thân của mình, có đúng không? Thì hy vọng là các vị hãy nhìn vào thân và tâm của mình, quán pháp, bỏ đi những cái nghiệp chướng của chúng sinh để thoát ra được cái cảnh bảo thủ thân khẩu ý trong sạch, để trở về với thực sự là bản tâm của mình, thân của mình. Nếu mà chúng ta nói là thân lúc nào cũng có cái nghiệp, thân cái nghiệp, nhưng có nhiều vị đến đây không vì nghiệp nhưng mà cũng mượn cái nghiệp của chúng sinh để mà tạo duyên lành giữa chúng sinh rất nhiều trong thế giới này, rất nhiều vị Bồ Tát ở chung quanh, rất là nhiều, có những cái tâm rất là, có những cái tâm hồn rất là cao thượng, sẵn sàng hy sinh vì đạo chân chánh, nhưng mà vẫn có những vị hiểu lầm, đi cứ nghĩ là nếu mà mình làm như vậy đó thì chúng sinh sẽ không thấy, mình phải làm danh để cho chúng sinh được độ chúng sinh nhiều hơn. Nếu chúng ta do cái tâm của chúng ta suy nghĩ thôi, nếu cái tâm chúng ta nghĩ chân chánh, nghĩ tốt thì cái tâm chúng ta sẽ hưởng được tốt. Đồng một lúc nếu chúng ta tâm chúng ta nghĩ sai, chúng ta muốn làm những cái thủ lợi để mà hại chúng sinh thì cũng như Bần Ni nói rồi, không ai định được cái luật nhân quả, không ai định được cái luật nhân và quả của mình bằng mình, không ai hiểu được mình bằng mình. Thành ra mình giải thoát hay không cũng là mình bị đọa hay không cũng là do việc làm của mình. Thì bây giờ nếu mà mình nắm được cái chủ động là do mình chứ không phải là do chúng sinh, hay là do trời, hay do đất, hay do cha mẹ anh em hay vợ chồng, mà do mình. Người ta làm chuyện ác, người ta làm chuyện chọc tức mình, chọc cho mình tức, không phải là người ta chọc mình mà tự mình cho phép mình tức, thấy không? Tự mình mở cái cửa Atula cho nó tức, đúng không? Như là khi mà có những vật xung quanh cho mình so sánh, mình tham lam, không phải là người ta dụ mình mà tại mình mở cửa của gì, vừa Atula đạo mà vừa là ngạ quỷ để cho nó tham lam. Mình là cái người chủ ngục, đóng cửa hay mở cửa là do mình đó. Bây giờ mình làm nhân, mà nhân gì đây, ác nhân hay là thiện nhân, thấy chưa? Giờ mình là một vị trời, là một trời trời gì đây, thượng thiên, thiện thiên hay là ác thiên đó, thấy không? Trời thì có đức hiếu sinh, trừ phi các vị nên nhớ là Atula nó lên nó tranh với cõi trời, nó nói nó là hạng nhất. Thành ra chúng ta mà nói chúng ta là cao như trời là tất nhiên là chúng ta nằm trong Atula rồi, không có ai cao bằng trời hết á. Mà cái tâm của chúng ta cao thì cái tâm của chúng sinh khác cũng có, cái cõi của người ta cũng cao như vậy đó. Mà nếu mình tranh với nhau thì cái cõi trời nó trở thành là cõi Atula, các vị hiểu chưa? Thành ra muốn thoát ra khỏi cái Atula, muốn thoát ra khỏi địa ngục
thì chúng ta đừng làm cho chúng sinh khác đau khổ. Nhân đến không có đau khổ cho chúng sinh khác thì chúng ta không đau khổ. Không có tham lam thì chúng ta sẽ không có mất cái gì hết. Và chúng ta sẽ không có mất, tại vì chúng ta không có tham. Không có tham thành ra đâu có thêm, có cũng vậy mà mất cũng đâu có thắm mất đâu, tại vì chúng ta đâu có thêm cái miếng nào đâu. Chỉ có trừ khi người đắc đạo mới thấy là không có thêm không bớt thôi. Thành ra các vị cần phải tu cho đắc đạo, đạt được đạo để hiểu được là mình không có cái gì thêm hết á, không có cái gì thêm là mình hết á, mà không có cái gì bớt đó, là thiếu mình hết á. Thế giới nào nó cũng là của mình hết á. Thì các vị biết là thế giới của mình, tất cả thế giới này cái gì cũng của mình hết, hay là chúng sinh đều là mình hết, thì các vị còn có tranh ai nữa không? Chẳng lẽ các vị đánh cái bóng của mình phải không? Không lẽ các vị đánh cái người kia cũng là mình nữa, rồi các vị đánh tại vì tôi muốn tôi hơn tôi à, nghe kỳ không? Hay là tôi muốn hơn cái cảnh đó là tại vì cảnh đó cũng là mình luôn nữa. Khi mà các vị nên nhớ là còn một cái thấy bên ngoài là không phải là mình. Giờ phải hiểu cái ý này nè để tu. Còn một cái cảnh nào bên ngoài không phải là mình, còn một cái vật hơn là không phải là mình. Tất nhiên là sao, người ta chửi mình cũng phải là không phải là người ta chửi mình mà là chính mình nhắc nhở mình thôi, thì các vị còn giận ai nữa không? Tất nhiên là không rồi. Tất nhiên các vị nhìn người đó khác mình thành ra các vị mới giận, tại người đó muốn đánh tôi. Nếu các vị nhìn người đó là mình và người ta chửi mình cũng là mình nhắc nhở cho mình, người ta khen mình cũng là mình làm đúng, là mình tự thấy mình tự khen mình thôi, thì các vị có cái thêm miếng nào mà có bớt miếng nào không? Chắc hẳn là không rồi, có đúng không nè? Bình thường không có một vật hơn, không một vật thiếu, đúng không? Nếu mà thế giới này tất cả đều là của các vị, nếu mà thế giới này tất cả đều là của các vị còn có ham tham lam nữa không? Nếu tất cả các vị mình không là gì, mình là tất cả, mình không có cái gì hết nhưng mà mình có tất cả, thì các vị còn tìm cái gì nữa không? Thì đây là các vị cần phải thiền, mà muốn đi sâu hơn nữa thì phải cần đến Quán Thế Âm Thiền Viện ở San Diego ở nước Mỹ USA để mà gặp Bần Ni để chỉ tại sao các vị nói nghe như vậy. Các vị không chấp nhận, ai không chấp nhận thì cũng đến đây, mà ai chấp nhận thì cũng đến đây. Đó là một cái sự hiếu pháp, có như vậy thì các vị không có còn tranh hơn tranh thua, và các vị phải thương tất cả chúng sinh vì tất cả chúng sinh đều trong thế giới của mình. Có đúng vậy không? Thì hy vọng là cái ngày hôm nay tiếng chuông sẽ thức tỉnh thì chúng sinh nào có hữu duyên, còn chúng sinh nào mà cảm thấy chưa hiểu được, tất nhiên là chưa đủ duyên hay là chưa đụng cái đúng cái lúc tiếng chuông chưa được nghe. Có nhiều vị đó, mình nên nhớ cái câu này nha. Tại sao có những vật trước mặt chung quanh đẹp quá mà tại sao các vị chưa thấy? Tất nhiên các vị còn cái sự phân biệt chưa thấy được, tất nhiên là con mắt các vị chưa có huệ nhãn. Cái lỗ tai các vị mà có nghe những cái lời pháp hữu hữu duyên để các vị tỉnh mà các vị chưa nghe được, các vị chưa có huệ nhĩ, chưa có cái lỗ tai, chưa có thính được, chưa có thính pháp được. Các vị nghe cái mùi giới hương để mà sự thanh tịnh mà các vị chưa ngửi được. Giới hương là cái thế giới đó an lạc mà các vị chưa vào được, tất nhiên là cái mũi các vị đang nghẹt. Thấy đúng không? Các vị cái lưỡi các vị, chính các vị chưa dùng được lời thiện, chưa dùng cái lời mà thiện lành hay là những lời khen thật sự để mà sách tấn cho những chúng sinh khác được an lạc, được thân tâm, được được vui, được sống, được an lạc. Có nhiều vị đau khổ, mình phải dùng cái pháp thiện, pháp
để mình sách tấn, để mình khuyên nhủ và cho những cái đồ ăn rất là tốt đẹp, thì các chị đó mới có những cái lưỡi là huệ nhẹ, huệ tỷ, huệ thiệt, thấy không? Cái lông mũi thì nghe được cái dưới hương, biết được cái chỗ thanh tịnh, thấy chưa? Cái lưỡi thì các vị đã nếm được cái mùi vị pháp lành, cái pháp lành các vị thấy không? Khi mà thiền á, thiền diệt thực, thấy không? Tại sao nói thiền diệt thực? Tại khi mà các vị ngồi thiền, các vị thanh tịnh, các vị không còn đói nữa. Khi các vị không còn đói nữa thì cái lưỡi các vị đã hưởng được cái mùi thiền, là thiền diệt thực. Các vị ăn được cái mùi thiền, các vị hưởng được cái mùi thiền. Các vị không, bây giờ các vị nói nên nhớ, các vị ăn bao nhiêu các vị vẫn đói là các vị còn tham, là cái gì còn đói. Các vị chưa dùng những lời pháp thiện, chưa dùng những lời pháp dễ thương, chưa làm dùng những lời pháp là cho chúng sinh khác được vui, được an lạc. Vì chưa cho chúng sinh khác ăn được cái pháp lành, chính cái thân các vị, chính cái chúng sinh các vị còn đói, thành ra cái lưỡi các vị chưa có huệ thiệt. Các vị chưa ăn được cái pháp lành, chưa hưởng được cái pháp lành, các vị còn đói. Chừng nào các vị mới giác ngộ, chừng nào các vị mới là giác thật sự, thấy chưa? Chừng nào các vị giác thật sự, nghe rõ chưa? Tất nhiên cái lưỡi các vị chừng nào có cái tê giác của các vị là nó giác được, nó cảm, nó nhận được cái xúc của các vị thật sự là xúc như thế nào. Các vị là xúc cái gì? Xúc của cái dục bên ngoài, các vị chưa được có cái xúc của cái dục của cái tâm. Nếu thực sự cái dục gì, cái gì các vị dùng được bên ngoài, thị không, thì tất nhiên các vị bên ngoài hưởng được, bên trong phải hưởng được, đúng không? Bên ngoài hưởng được cái vị bên ngoài là cái thừa bỏ cái mà cái vô tình, cái mà nó sinh diệt mà các vị đi hưởng. Các vị có cái pháp, có cái đồ ăn mà thanh tịnh, trong sạch, san sẻ những đồ ăn này cho mọi chúng sinh trong mọi thế giới của mình và của chúng sinh được no đủ để không còn tham sân si nữa, mà các vị không cho nó ăn, thành ra cái lưỡi các vị coi như là tê, tê dại chứ không phải là cái lưỡi giác, thấy chưa? Cái thiệt của các vị có giác chưa? Nếu cái thiệt các vị, cái lưỡi các vị có giác rồi thì các vị phải dùng cái giác, cái lưỡi của các vị độ cho các vị, cho mình và độ cho chúng sinh bên ngoài được cái hữu tình, chúng sinh bên ngoài cũng được hưởng cái vị ngọt mà các vị đã hưởng được, giống như những vị đắc đạo nghe được pháp lành, hiểu được pháp lành, giảng được pháp lành, sinh sinh ra nhiều cái pháp khác, chuyển ra dùng thần lực chuyển ra nhiều cái pháp lành nữa, dùng những cái thế giới hữu tình để mà đưa cho chúng sinh đi vào cái sự giải thoát thật sự, đi vào cái sự thanh tịnh trong sạch thật sự. Nếu mà các vị được như vậy thì cái lưỡi các vị mới thật sự là có giác, là huệ giác, phải không? Tất nhiên là cái lưỡi các vị đó mới có cái sự sự là cái thiệt của cái huệ thiệt, đúng không? Cái thân các vị nuôi cái thân giả, các vị làm cho nhiều, các vị bảo thủ nuôi cái thân, rốt cuộc cái thân nó cũng từ, nó cũng đâu có chung tình chung thành như các vị đâu, nó cũng sẽ rời xa các vị, nó sẽ già chứ có đâu mà các vị lo cho nó. Các vị bảo thủ, các vị làm đủ cái ướp cái mùi hương của chúng sinh, cái dầu thơm, các vị mua cái gì mà đẹp thật tốt thật đồ, các vị tân móc, các vị mặc cho nó, các vị tẩm bổ cho nó, rốt cuộc là sao nó cũng rời xa các vị, nó cũng chuyển thành cái thành già và nó từ xa cái thế giới và nó bỏ các vị. Thì các vị bây giờ mình sống, các vị mượn cái thế giới giả, các vị vào đó các vị nuôi cái đồ giả, rốt cuộc lại các vị không nhận được cái gì thật hết, thấy không? Thành ra các vị phải thiền để các vị tìm là cái thân của các vị bất hoại kìa, cái thân của các vị là kim bất hoại, thấy chưa? Kim cương bất hoại chứ không phải nói là cái hột ngọc không, hột ngọc các vị chưa đủ. Cái thân các vị, cái thân các vị là kim cang bất hoại, không có sự chết,
không có sự già, không có sự sinh diệt của thế gian, không có sự sinh diệt giả tưởng nữa, có gì tự tại, có gì nằm trong thế giới đó. Khi mà biết được rồi thì các vị phải làm sao? Phải thiền, phải quán sát tất cả pháp thế giới này như thế nào, nhìn vào sâu, chiều sâu, thật là sâu, để các vị tìm lại mình ở đâu, mình ở thế giới nào, tại sao mình đến đây, mình đến đây để làm cái gì? Không phải đến đây ăn rồi cả một đời, rồi cái mình làm đã một đời, mình nuôi cái thân giả này rồi một đời, rồi mình chết thôi, nó chưa đủ. Cái đó là mình sống một cái sự vô tri vô giác, chứ không phải là giác, không phải là chánh giác, không phải là chân chánh. Cái đó là bất chánh. Mình là thế gian, mình tới đây để mình học coi thử, mình nung đốc thử, nung đúc thử cái thân, cái tâm của mình, coi thử chúng ta học được những gì và chúng ta tìm được những cái gì. Tìm lại mình ở đâu, thân mình ở đâu. Không phải là cái thân, nếu thực sự cái thân mình mà nó sinh già bệnh chết như vậy thì cái thân này thật là cái vô vô giá trị. Thật sự nó sống có thời gian rất là ngắn, đây là cái thời gian rất là ngắn, rất là kính trương cho những vị mà tới đây. Tất nhiên là nó quá nhanh đi, nó có mấy chục năm là chúng ta sẽ ra đi, không có đáng. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải ngồi thiền, phải cho trí huệ chúng ta ăn những cái pháp lành, thấy chưa? Thiền diệt thực, uống những pháp lành rồi lớn lên, nuôi cái cây trí huệ của chúng ta cho càng ngày càng lớn. Để làm gì? Để chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi mà chúng ta đang bị nó cột cái chân. Chúng ta làm thân chúng sinh, chúng ta làm thân chúng sinh, làm con người. Con người sống không có bao lâu hết, thấy chưa? Làm chúng sinh rất là khổ. Ai là không có già, ai là không có chuyển bị bệnh, và ai là không chết. Nhưng nếu tu đắc đạo, nếu các vị hiểu được mọi pháp, nếu các vị mà ngồi thiền quán pháp hành cho đúng, nghe lời một vị minh sư đàng hoàng, chứ không phải mình đã không biết thì mình còn nghe mình nữa. Dù mình không biết thì mình còn hỏi đệ tử của mình coi mình giảng vậy có hay không. Phải, mình không biết mình phải đi kiếm thầy học cho biết. Thầy nào biết mình mới học, thầy nào không biết mình không có học. Đã cái thầy không biết mình còn đi học cái không biết nữa. Nếu mà không biết thì mình đã là cái không biết rồi. Nếu mà mình làm phàm phu thì mình đã là một người phàm phu rồi, mình không có đi tìm một cái người mà phàm phu nữa, phải không? Để là cộng hai cái phàm phu nó trở thành là hai cái phàm phu, nó ra cái quá là phàm phu luôn. Tất nhiên rủ nhau, thầy trò rủ nhau xuống địa ngục luôn. Thì bây giờ nhìn lại cái gì làm chủ cái thân, nhìn lại cái gì làm chủ cái lưỡi, cái gì làm chủ cái mũi, cái gì làm chủ cái lỗ tai, và cái gì làm chủ cái con mắt của mình, là cái ý của mình, phải không? Như cái ý mình ở đâu? Có nhiều vị tôi nghĩ là cái ý mình ở đâu? Nếu các vị không làm chủ thì cái cảnh làm chủ. Hai cái tham, cái dục làm chủ. Đúng không? Bây giờ nói các tâm các vị. Các vị nói cái tâm ở đâu? Chỉ tùm lum hết. Nào là chỉ cái tim của mình nói là tâm, nào là chỉ cái đầu của mình trên cái đầu nói là tâm. Rồi các vị thực sự đó, các vị chỉ cái tâm mà cái tâm nằm trong cái thân như vậy thì cũng không phải đâu. Thấy chưa? Khi làm chủ rồi thì không một vật nào có thể chuyển được các vị hết. Khi làm chủ rồi thì không có cái nào mà làm cho các vị mê lại nữa hết đó. Thì bây giờ các vị muốn
giải thoát hay muốn mất giải thoát là do các vị. Muốn tu thì tu cho đúng chánh pháp. Các vị hiểu lầm hiểu sai là cái gì nằm trong cái tà pháp đó, cái tà kiến. Các vị hãy dùng bát chánh đạo, nhớ là dùng bát chánh đạo để đi vào thế giới chúng sinh. Các vị phải giữ tâm thanh tịnh, đừng vì chúng sinh khen chê, được mất khen chê, tất cả cái gì có không được mất gì còn biến đổi là cái đó là cái bình thường, cái đó là vô thường nhưng mà cũng là bình thường của nó đó. Biết là bình thường rồi thì chúng ta phải làm sao? Nếu mà chúng ta không làm chủ được cái bình thường thì cái đó là không phải bình thường, thấy chưa? Nếu mà bình thường mà chúng ta làm chủ được thì tất nhiên không có cái gì để nói nữa hết. Thì chúng ta hành và hãy thương mọi chúng sinh, tại vì mọi chúng sinh đều là nằm ở trong cái tâm của mình. Nếu chúng ta mà chết, ví dụ như thế giới này chúng ta chết thì mọi vật mọi chúng sinh đều không còn nữa, chúng ta không thấy được cái gì hết, thì cái chúng sinh của chúng ta nó đi về đâu? Nó đi về những cái cảm nghĩ của nó mà nó chưa có tỉnh đó. Nó nhiều khi các vị ngủ rồi các vị chết trong giấc mơ luôn đó. Đúng không? Các vị biết là mình mơ nhưng mà mình phải làm chủ cái giấc mơ của mình. Hy vọng là tất cả các vị trong thế giới này, các vị là thân người nhưng nó không ngoài cái sáu cõi của các vị. Sáu cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người và cõi trời, nó đều nằm trong cái tâm của các vị. Và cái nghiệp của các vị như thế nào thì nó chuyển theo cái hình thức đó. Cái hiểu biết của mọi chúng sinh có phân biệt là tại vì cái nghiệp chủng của chúng sinh nó nằm khác nhau. Đừng có ngạc nhiên khi mà người sao ác quá, có người sao quá thiện, có người sao quá khờ, là tại vì các vị đó tùy duyên, các vị đó chưa có học hết cái pháp đó là như vậy đó. Chúng ta nếu mà hiểu được rồi thì không trách người mà hãy tự sửa đổi mình. Đi vào cõi nào chúng ta cũng làm chủ. Nhờ các vị nói tôi dùng sáu cõi đi, bây giờ các vị cho các vị là sáu cái cửa, các vị biết các vị là các vị rồi thì mở cửa vô. Các vị muốn vô cổ cửa nào rồi các vị muốn ra lại thì ra, vô rồi là phải ra, vô được là ra được mới là giải thoát. Vô được mà ra không được tất nhiên các vị bị tù, tại vì các vị có tên trọng rồi ra đâu có được đâu. À các vị thích là các vị ở tù, thấy chưa? Hả? Các vị mà nãy nãy sanh cái ý mà thích là các vị ở tù. Còn các vị mà vô tự động vô, mở cửa vô, các vị muốn thử vô thử đi. Có nhiều vị nói sao vô được, bây giờ các vị nói các vị tự tại, có nhiều vị xưng vỗ ngực nói tôi nè, tôi giải thoát. Nhờ các vị thử vô rồi chứ, các vị đẻ con đẻ cái ra các vị thương yêu, tìm cái người nào mà các vị thương nhất thì các vị ra có được không? Thấy không? Vậy các vị ở tù để các vị ra được không? Ở tù mà các vị ra được, các vị người nào mình thương mà các vị đó chết các vị đau khổ không? Người nào mà mình thương các vị đó bỏ các vị có đau khổ không? Nếu các vị không đau khổ, các vị phải biết được đó là cái thực sự là cái giấc mơ ảo ảnh thì các vị nó không đau khổ. Còn nếu không các vị vẫn bị nó dối gạt, các vị vẫn đau khổ như thường. Đây là một cái tiếng chuông, hy vọng là tiếng chuông từ trong tâm thức của các vị. Lời nói của Kim Cang Viên Giác là cái tiếng chuông trong lòng
Chứ thực sự Kim Cang Viên Giác không có lời gì để nói hết á. Nhưng mà đây là chỉ nhắc nhở là những cái buộc, cái trói, những cái quá khứ của chúng sinh mà dễ bị ý nghĩ sai lầm, mà bó buộc, mà nhốt mình ở trong thế giới tối thui, che lấp cái bát chánh đạo, che lấp đi cái trí huệ giải thoát của mình. Nếu các vị biết đây là một giấc mơ, các vị nhớ hãy thức tỉnh lẹ lên, hãy quán pháp, hãy coi tất cả xung quanh là giấc mơ, là giả, coi luôn cả cái thân của mình cũng là giả, cái sự ham muốn của mình cũng là giả nữa. Cái sự đau khổ của mình cũng là giả, cái sự thương ghét của mình cũng là giả nữa. Nhiều các vị có coi nổi không? Các vị có coi tới như ngài Bổn Sư Thích Ca coi không? Các vị có chút xíu tiền các vị bảo thủ rồi, các vị đâu có được coi như là một một cái vị thái tử mà bỏ cả ngai vàng đi tu phải không, hay là một cái vị vua mà bỏ cả ngai vàng mà đi tu. Rất là nhiều trong thế giới của Việt Nam cũng có những vị vua nhà Trần bỏ ngai vàng đi tu, mà thực sự mà khi mà giải thoát rồi, tu rồi, giải thoát rồi thì đi vô cõi nào cũng được hết, không phải chọn cái đường để vô, mà chỗ nào cũng giải thoát, cái niệm chỗ nào cũng dính lắm. Trừ khi các vị chưa có giải thoát thực sự, các vị đi các vị còn sợ. Giờ thực sự đó, đi tới chỗ nào đã đi vô đi ra được thì không có dính thì không có sợ cái cõi nào nữa, mà để mà nói là mình không dám vô nữa hết á, đúng không? Thì các vị nào làm được như vậy thì mình đi cũng muốn gặp, mà vị nào bị dính thì cũng muốn gặp nữa, vị nào mà ra thoát khỏi là không dính cũng bằng ni cũng muốn gặp nữa, bao nhiêu đạo Phật. Thì hy vọng là cái tiếng chuông tỉnh giác này đến với quần sanh trong mọi thế giới Ta Bà, cũng như là khắp cùng pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho tất cả các vị trong pháp hội ngày hôm nay có cơ may, có cơ đến với Bần Ni. Hy vọng là một tiếng chuông nho nhỏ cảnh tỉnh được chân giác ngộ của các vị, giúp cho các vị đến nơi giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tất Đà Chứng Minh, A Di Đà Phật. Xin mời vị MC, và sau đây thì nếu mà các vị có được chút thời giờ, các vị nên hỏi trong bài pháp để cho mọi người trong đây được cùng học hỏi. Đừng nên hỏi những gì bên ngoài, và hãy các vị khác phải dùng tâm thanh tịnh để cùng nhau tiến bước trên được trên đường giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật, Tất Đà Chứng Minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn